Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái giao dịch dân sự vô hiệu. Từ trước giờ trong chương trình Dân ta phải biết luật ta nói về vô hiệu. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ chi tiết cho các bạn biết thế nào là vô hiệu các bạn ha. Thì quý vị và các bạn biết rồi, một cái giao dịch dân sự thì gồm có thứ nhất là hợp đồng chuyển nhượng nè, hợp đồng mua bán nè, hợp đồng vay tiền nè, hợp đồng thế chấp nè, hợp đồng tín dụng nè, rất là nhiều những cái hợp đồng. Thì trước tiên để nói hợp đồng đó có vô hiệu hay không thì bộ luật thì những cái hợp đồng đó phải tuân theo điều kiện, mà phải tuân thủ đúng cái điều kiện pháp luật. Thứ nhất là về chủ thể, thứ hai là về nội dung hợp đồng, cái thứ ba là cái hình thức của hợp đồng. Thì chúng ta tạm thời nói như vậy đi, để từ từ trong cái quá trình mà thế nào là một hợp đồng vô hiệu, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn về những hướng dẫn, những cái quy định của pháp luật. Hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn một trường hợp cụ thể về hợp đồng vô hiệu. Khách hàng tôi đến, bà bảo như thế này các bạn. Bà bảo rằng là giấy tờ bà mất, tự nhiên cái bà đi làm lại thì bà lại phát hiện ra có một ai nào đó sử dụng tên của bà, sử dụng giấy đất của bà, làm giả mọi thứ, giả chứng minh nhân dân, ký hồ sơ công chứng, và đặc biệt là vay một cái ông A với số tiền là 100 triệu. Bà rất là hoang mang vì bà bảo rằng là nhà thì nói thật với quý vị và các bạn, vùng quê cũng chẳng có két sắt nữa. Tôi mới bảo ủa vậy chứ giấy tờ bà để đâu, nhà bà có vàng không, nhà bà có tiền không, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đỏ nó là một cái bùa hộ mệnh, nó là tiền á, mà mất bà không biết. Tuy nhiên thì sau khi hỏi cặn kẽ thì bà cho tôi biết được rằng là do là ở vùng quê nhà cửa nẻo, và cái việc mà bị lấy trộm hay mất cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đỏ đó quý vị, bà không biết. Và khi và chỉ khi cái người mà cho vay họ đến nhà thì bà mới phát hiện được rằng là cái giấy này do một ai đó đã cố tình, đã cố ý sử dụng toàn bộ, giả hết, giả chủ thể, giả chứng minh nhân dân, giả về nhân thân để ký. Cái hậu quả pháp lý thì chúng ta biết rồi, nó sẽ đi về cái việc hợp đồng vay tiền là vô hiệu các bạn ạ. Hôm nay tôi muốn giải thích cho quý vị và các bạn một cái hợp đồng vô hiệu thì như thế nào. Hậu quả của hợp đồng vô hiệu là các bên trao trả những gì đã nhận. Tuy nhiên thì một khi người ta đã giả rồi thì hậu quả pháp lý là việc ai sẽ là người trả số tiền cho vị khách hàng của tôi 100 triệu này. Đó là bài toán pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng phải biết để chúng ta tự mình bảo vệ bản thân mình. Trong một cái chủ thể, hôm nay tôi chỉ nói đúng một cái quy định, chủ thể của ký kết hợp đồng. Chủ thể ký kết hợp đồng trong cái hợp đồng đó vẫn phải là bà khách hàng của tôi, bằng xương, bằng thịt, bằng thông tin giấy tờ nhân thân, bà Nguyễn Thị A. Trong giấy chứng nhận vay tiền là bà Nguyễn Thị A, trong giấy thế chấp vay tiền vẫn là bà Nguyễn Thị A các bạn ạ. Và ngoài ra vẫn còn phải có sự tự nguyện. Cái việc mà vay này bà A có tự đến phòng công chứng để vay tiền hay không, có tự nguyện ký kết xác lập cái hợp đồng hay không, đó là những cái vấn đề nữa. Còn đằng này cái vị khách hàng của tôi bảo rằng bà ở nhà, bà không có nhận tiền, mà cái chủ thể ký kết hợp đồng không phải là của bà. Tuy nhiên trong hồ sơ này bà cũng có một cái phần lỗi. Lỗi là gì các bạn? Giấy tờ của bà mà bà cũng không quản lý sử dụng. Tôi cho rằng với cái cơ sở pháp lý này để đủ tuyên cái hợp đồng vay tiền có thế chấp quyền sử dụng đất là vô hiệu. Vô hiệu vì chủ thể không phải là người trực tiếp tham gia ký kết trong hợp đồng, tuân theo cái quy định của giao dịch dân sự. Và nó khuyết một yếu tố, chủ thể không phải là người tham gia ký kết hợp đồng dân sự trong cái hợp đồng vay tiền và nhận tiền nữa quý vị và các bạn. Theo quy định của pháp luật thì người
đi chủ thể tham gia phải là người tự nguyện. Bà cũng không biết, bà nhìn nhận cục cái hồ sơ bà cũng không biết. Và chỉ khi phát hiện khi nào thì có người đến đòi tiền bà thôi. Và cái người cho vay họ cũng thừa nhận. Quan trọng lắm đó quý vị. Họ thừa nhận không, không phải bà này, cái bà nào đó. Cái hồ sơ này thì bạn hỏi tôi nó sẽ đi hướng nào, thì tôi phân tích cho quý vị và các bạn, nó sẽ đi hai hướng. Thứ nhất là chúng ta sẽ đến văn phòng công chứng để chúng ta xét cái việc mà cái sự chân thật, cái chủ thể tham gia giao dịch là bà A hay là một người nào khác. Sau khi xác định được chủ thể có phải chính chủ hay không thì chúng ta sẽ xét tới hậu quả. Trong trường hợp thứ hai, nếu như trong trường hợp phòng công chứng không có ý kiến thì cũng có, ta có thể khởi kiện ở cơ quan, tố cáo tại cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố một vụ án. Các bạn ạ, vì có hậu quả xảy ra rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng lần tới tôi sẽ phân tích mổ xẻ về điều kiện có hiệu lực của một cái giao dịch dân sự và đồng thời đưa ra những cái ví dụ cụ thể cho quý vị và các bạn hiểu thêm. Cảm ơn quý ân nhân, cảm ơn những cái câu hỏi đã trả lời để tôi có dịp làm mới mình, tôi có dịp nghiên cứu để tặng lại nhân lên cấp số nhân trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn nha.